Xin chào các bạn. Tương tự như mọi năm thì triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2018 đã chứng tỏ được vị thế là một sự kiện công nghệ quy mô nhất thế giới ngay tháng đầu tiên của năm nay, khi mà nó trở thành điểm đến của rất là nhiều thương hiệu công nghệ từ vô danh nhất cho đến nổi tiếng nhất thế giới. Về cơ bản thì mục đích chính là để hướng đến thị trường điện tử tiêu dùng nói chung, cũng như là hướng đến một cái tương lai thông minh hóa thế giới công nghệ mà các nhà sản xuất đã đem đến CES 2018 vô số những cái ý tưởng mới phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Dĩ nhiên cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Bên cạnh những cái sản phẩm công nghệ tốt hướng tới thị trường tiêu dùng phổ thông thì CES 2018 cũng đã chứng kiến sự xuất hiện của không ít phát minh công nghệ vô cùng kỳ lạ, khiến cho bao nhiêu người phải trợn tròn mắt vì độ dị của nó. Sau đây sẽ là tổng hợp của Tech Mag về 15 món đồ độc đáo có giá trị sử dụng trong cuộc sống nhưng mà cũng không kém phần dị đã và đang được trình diễn tại kỳ CES 2018 trong những ngày qua. Đầu tiên đó là robot Buddy. Chú robot với đôi mắt tròn đầy dễ thương này đã giành được giải thưởng sáng tạo nhất tại CES 2018. Với kích thước nhỏ bé cùng với khuôn mặt khá là dễ thương theo kiểu ngây thơ vô số tội, thì robot Buddy có thể làm được rất là nhiều việc phục vụ cho mô hình trợ lý cá nhân trong gia đình, như là theo dõi trẻ nhỏ nè, người già, dạy học cho các bé, hay thậm chí là có thể hoạt động như một người giám sát để phòng tránh trộm cắp nữa. Buddy là một sản phẩm từ Blue Bros Robotics. Nó được công ty trang bị khá nhiều những cái công nghệ tiên tiến như là điều khiển, giao tiếp bằng giọng nói, hỗ trợ gọi video trực tuyến cùng với nhiều tính năng hỗ trợ cá nhân cùng một kho sách vở phong phú để mà có thể giúp trẻ em tìm được niềm vui trong học tập ngay cả khi chơi đùa với chú robot này. Bên cạnh đó thì tiềm năng của Buddy cũng đang tiếp tục được cộng đồng khai thác khi mà được Blue Bros khuyến khích bằng việc là mở kho ứng dụng riêng cho chú robot này. Giá bán của Buddy được ấn định là từ 1.550 USD. Thứ hai đó là robot cún Sony Aibo. Chiếc cún máy Aibo của Sony có thể coi như là một ví dụ về một ý tưởng cũ chẳng may không được ứng dụng trong quá khứ thì vẫn có thể mang đến tiềm năng thành công ở thời điểm hiện tại. Aibo thực sự có thể coi là một robot mô phỏng động vật dễ thương nhất tại CES 2018 này. Và dĩ nhiên, để có thể được Sony hồi sinh lại thì Aibo cũng đã được nâng cấp lên rất là nhiều so với phiên bản trước kia. Đặc biệt là việc trang bị trợ lý ảo kỹ thuật số dựa trên AI cùng cặp mắt OLED để mà đem đến khả năng biểu lộ sắc thái tuyệt vời hơn. Do đó, ngoài tác dụng chính là chơi đùa, theo dõi trẻ em, người già trong nhà thì Aibo còn có thể là một trợ lý khá lý tưởng cho chủ nhân trong việc là giải quyết một số công việc nhất định. Tuy nhiên, giá bán của chú chó này không hề rẻ, lên đến tận 2.000 USD. Thứ ba đó là robot kiểm soát nhà thông minh LG Cloy. LG luôn được biết đến như là một hãng công nghệ không tiếc sáng tạo, nhưng mà đáng tiếc đi cùng với lời ca ngợi đó lại là những cái lắc đầu ngán ngẩm về khả năng làm việc không đến nơi đến chốn của công ty Hàn Quốc. Như là sự cố mang tên Cloy khiến cho đội ngũ marketing của LG phải ngồi một mình trong phòng, quay mặt vào tường và kiểm điểm vì kiểu làm ăn không đến nơi đến chốn. Số là trong CES 2018 thì công ty đã trình diễn một cái con robot mang tên là Cloy với mục đích chính là giúp cho chủ nhân kiểm soát tất cả các thiết bị thông minh IoT trong căn nhà của mình. Tuy nhiên, khá đen đủi cho LG khi mà con robot Cloy đã không thèm đáp trả lại mệnh lệnh của sếp trưởng marketing LG khi mà ông ra lệnh cho nó trong đúng kịch bản và liên tục ì ra không chịu nhận lệnh tiếp theo. Sự việc đã khiến cho lãnh đạo LG bối rối thật sự và cả khán phòng cũng bắt đầu huyền náo, tỏ ra nuối tiếc cho màn trình diễn fail toàn tập của vị sếp LG. Chính vì lẽ đó mà đến cuối buổi thuyết trình, LG đã lờ tịt ngay ngày phát hành chính thức của sản phẩm này luôn. Thứ tư đó là máy quét phân tích da mặt của Neutrogena. Đây có thể coi là một giải pháp hoàn hảo cho các bà, các chị có thú vui đi spa chăm sóc da mặt trong một mức chi phí không quá đắt đỏ. Thiết bị của Neutrogena ra mắt tại CES 2018 có tên là Skin Scanner, với đặc điểm chính của nó là được sử dụng như là một phụ kiện dành cho smartphone, đặc biệt là iPhone. Và nguyên lý hoạt động của phụ kiện này bao gồm một ứng dụng mang tên là Skin 360 kết hợp với hệ thống cảm biến trên phụ kiện gồm 12 đèn LED, kính lúp 30x và máy dò độ ẩm ở cạnh máy ảnh. Để sử dụng nó thì bạn chỉ cần mở ứng dụng Skin 360, đặt nó trực tiếp lên da của bạn và chụp một số hình ảnh. Các kết quả ảnh chụp cận cảnh cho thấy các lỗ chân lông nè, các nếp nhăn và độ ẩm một cách rất là chi tiết. Kết quả làn da thì được đo sẽ tính theo thang điểm 100, máy AI của ứng dụng sẽ tự động đưa ra những gói giải pháp chăm sóc da theo tùy điểm số mà phụ kiện này đo được, và dĩ nhiên là bao gồm cả việc tùy chọn những cái sản phẩm mỹ phẩm của Neutrogena.
Thứ năm đó là robot múa cột. Lâu nay thì cái cụm từ múa cột nó thường ám chỉ những cái khu vui chơi trác táng của những cánh nào lớn tuổi nè, nơi những cái vũ nữ thoát y với những đường cong nóng bỏng, uốn éo đủ mọi tư thế và dính chặt với những cái chiếc cột kim loại bóng loáng để mà phô diễn nét đẹp cơ thể cho cánh mày râu được rửa mắt. Ấy thế mà tại một cái triển lãm công nghệ đầy tính nghiêm túc và mang tầm vóc thế giới như là CES thì nó lại xuất hiện. Nhưng mà may mắn ở đây thì chủ thể thực hiện động tác khêu gợi trên lại là một cái con robot. Cụ thể, một hộp đêm mang tên là Sophia Las Vegas đã thuê hẳn một cái sàn diễn riêng tại CES và trình diễn hai con robot mô phỏng vũ nữ múa cột tại các bar và club. Những robot này có đặc điểm khá là đặc biệt là đầu của nó hoàn toàn là một chiếc camera chứ không phải là một gương mặt của một cô gái nóng bỏng đâu. Bên cạnh đó thì cũng khá ngạc nhiên vì kèm theo lời đại diện của Sophia Las Vegas thì mục đích chính của họ trong việc phô diễn robot là để lôi kéo các quý bà đến nhiều hơn thay vì các cánh đàn ông như là truyền thống. Và dĩ nhiên là hai con robot này vẫn được đối xử, vẫn được trả lương như là một vũ công bình thường khi nó vẫn được để một cái cốc dưới chân để người xem nếu như mà thấy hứng thú thì sẽ trả tiền vào trong đó. Và theo lời của chủ hộp đêm là để ủng hộ tiền sạc pin. Thứ sáu đó là xe điện Python. Tương lai của con người sẽ cưỡi trên những cái phương tiện chạy điện và nó sẽ tiếp tục được thể hiện tại CES 2018 khi mà hãng xe hơi Trung Quốc Python đã trình diễn một cái concept xe điện dạng SUV mới toanh của họ với mức giá đề xuất rẻ đến giật mình luôn, chỉ là 45.000 USD, tức là rẻ gấp đôi so với những cái Model X đến cùng dòng từ Tesla. Python Concept có kích thước tổng thể dài là 4.85 x 1.94 x 1.65 m, trang bị bộ vành khủng là 23 inch cùng với một loạt các tính năng thông minh như là mở cửa bằng nhận diện khuôn mặt nè, cùng một màn hình cảm ứng cỡ lớn ngay trước vô lăng giúp cho hiển thị nhiều cái thông tin khác nhau. Hai chiếc xe của Python sẽ có hai phiên bản bao gồm là dẫn động cầu sau AWD 270 mã lực và bản dẫn động 4 bán AWD 475 mã lực nhờ hệ thống động cơ điện kép tích hợp hệ thống tự lái cấp độ 4, hoạt động thông qua các camera, các cảm biến siêu âm, radar và máy quét laser. Ngoài ra thì chiếc xe cũng được trang bị cả mạng 5G giúp kết nối dữ liệu siêu tốc mọi lúc mọi nơi và phục vụ hoàn hảo như là một phần trong hệ sinh thái IoT. Dự kiến mẫu xe điện này sẽ được thương mại hóa từ năm 2019 và sẽ bán ra rộng rãi trên toàn thế giới vào năm 2020. Thứ bảy đó là Tesla Swift VR. Nếu như mà thành công thì đây có thể coi như là một món kia không thể thiếu dành cho các game thủ hardcore trong tương lai. Tesla Swift VR là một bộ quần áo kính bó sát toàn thân với đặc điểm chính là được trang bị một cái loạt cảm biến khác nhau, đặc biệt giúp mô phỏng lại điều kiện môi trường thực tế ảo khi đang chơi game hoặc thậm chí là chơi cái nội dung 360 độ. Nó được nhà phát triển quảng cáo là giúp mô phỏng chính xác cái lạnh trong bản đồ băng tuyết trong Skyrim hay thậm chí là giúp cho game thủ cảm nhận được cái nóng của một vụ nổ hạt nhân là như thế nào. Tesla Swift giúp xóa nhòa cái ranh giới là thực tế ảo với thế giới thực, giúp cho game thủ tận hưởng cái cảm giác thực tế nhất khi mà hòa mình vào một cái tựa game thế giới mở là như thế nào. Bên cạnh đó thì tiềm năng của chiếc áo này cũng hứa hẹn được ứng dụng trong nhiều mục đích khác nhau như là sản xuất nè, ngành công nghiệp ô tô, mô phỏng va chạm, tai nạn và đặc biệt là cả lĩnh vực y tế nữa. Hay, tuy là 15 món đồ nhưng mà nãy giờ thì video cũng rất là dài rồi cho nên mình sẽ tạm dừng ở đây. Và các bạn hãy chờ xem phần 2 của 15 món đồ dị nhất trong CES 2018 vào ngày mai nhé. Tạm biệt các bạn.